Những ngày này, thành phố Hà Nội đã và đang gấp rút chuẩn bị cho công tác hậu cần và các phần việc phục vụ tổ chức Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, đặc biệt là công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên các tuyến phố, tại các quận huyện trong thành phố. Những tuyến phố chính đã được đồng loạt treo cờ, biểu ngữ, pano, áp phích, tất cả đều được Sở Văn hóa Thể thao cấp duyệt cho các quận huyện để tạo sự đồng nhất về hình thức, chuẩn chỉ về mặt nội dung. Bộ Văn hóa Thông tin và trực tiếp là lãnh đạo phường sẽ đi thực hiện những việc giám sát, thứ nhất là về cái nội dung. Đấy, về cái nội dung xem có đúng cái nội dung đã được quận chỉ đạo hay không. Thứ hai là cũng đồng thời cũng đảm bảo công tác an toàn trong việc triển khai thực hiện cái nhiệm vụ này. Để việc trang trí cổ động đảm bảo sự trang trọng nhưng cũng cần tiết kiệm, nhiều quận huyện đã đôn đốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị lắp đặt khẩu hiệu, chạy băng rôn trên màn hình LED tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng tại cổng các trụ sở. Cho đến thời điểm này, 8 tuyến đường của trung tâm thành phố đã hoàn thiện việc trang trí. Ngoài ra, 3.000 cờ trên hệ thống giá treo cờ tại các trục đường, tuyến phố chính, các khu vực cơ quan trọng yếu cũng đã được treo lên. Bên cạnh đó, tại các tuyến phố nhỏ, nhiều gia đình đã thực hiện việc treo cờ Tổ quốc. Địa bàn của quận chúng tôi thì cũng có những cơ quan đơn vị cũng đã có những cái màn hình LED mà được Sở Văn hóa Thể thao chấp thuận. Chúng tôi thì cũng đã có văn bản để gửi đến các cơ quan đơn vị, thì ngoài cái thời lượng mà thực hiện nơi công tác quảng cáo thì cũng đã dành những cái thời gian nhất định tập trung vào cao điểm từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 thì có những khẩu hiệu, có cái tranh cổ động để phục vụ cho đại hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, đôn đốc, rà soát việc chỉnh trang đô thị, vườn hoa, công viên, trang trí hệ thống đèn chiếu sáng, vệ sinh môi trường để đường phố Hà Nội thêm sáng, xanh, sạch đẹp.